Tại Bình Dương, Đảng ủy Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Tại hội nghị, hơn 300 cán bộ, đảng viên các cơ quan đơn vị trong sư đoàn tập trung nghiên cứu 6 chuyên đề, nghị quyết số 1659 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo, các nghị quyết về lãnh đạo công tác khoa học quân sự, hậu cần, kỹ thuật, tài chính, quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo, nghị quyết về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Lãnh đạo sư đoàn 7 yêu cầu cán bộ đảng viên quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu rộng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi quân nhân, đồng thời vận dụng sáng tạo nội dung các nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ.